Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có được thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo rằng học sinh sinh viên của hai tỉnh thành Hà Nội cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ hết tháng 2. Về hiện tại thì Bộ cũng đang tìm ra những phương án để chúng ta có được một năm học trọn vẹn nhất. Còn bây giờ như thường lệ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại bản tin Hay News của ngày hôm nay nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. X2 Pro lộ diện, Nhật Bản phát gần 2.000 iPhone cho khách hàng bị cách ly, VinMaster 3 ra mắt cấu hình ổn giá ấn tượng, iPhone xách tay đồng loạt tăng giá tại Việt Nam. Hiện tại, do triển lãm di động toàn cầu MWC 2020 đã bị hủy bỏ và các nhà sản xuất cũng đồng loạt rời ngày giới thiệu các sản phẩm mới của mình. Trong đó, thì Apple cũng đã rời ngày giới thiệu chiếc Find X2 sang tháng 3. Tuy nhiên, mới đây, chiếc smartphone này đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Geekbench. Sẽ có tên mã là Oppo CPH2025 và sở hữu sức mạnh đến từ Visley Snapdragon 865, 12GB RAM và chạy trên hệ điều hành Android 10 mới nhất. Và với việc được trang bị cấu hình mạnh mẽ như thế thì chiếc flagship của Oppo dễ dàng đạt được 913 điểm trong bài xử lý đơn nhân và 3.308 điểm trong thử nghiệm đa nhân. Và theo một số hé lộ trước đây từ Oppo thì chiếc Find X2 sẽ sở hữu màn hình đục lỗ này, được vắt cam sang hai bên, màn hình có tần số quét là 90Hz cùng với tần số cảm ứng 120Hz. Ngoài ra thì thiết bị cũng được sở hữu rất nhiều các trang bị ấn tượng như camera chính là 48MP và sạc nhanh 65W. Các bạn ơi, hiện tại Thế Giới Di Động có chương trình độc quyền một sản phẩm ở phân khúc phổ thông giá rẻ, đó chính là chiếc Nokia C1. Với thiết kế đơn giản, dễ dàng cầm nắm, màn hình lớn hiển thị sắc nét hình ảnh, cấu hình đáp ứng tốt các nhu cầu tác vụ bình thường hàng ngày và sản phẩm rất phù hợp cho người lớn tuổi hoặc người muốn tiếp cận với smartphone nhưng chưa có kinh phí cao. Và còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay các đại lý di động trên toàn quốc để dinh ngay sản phẩm về nhà làm quà tặng cho người thân nhé. Và thông tin chi tiết thì các bạn hãy truy cập ngay vào website của thegioidiđộng.com nhé. Theo một nguồn tin cho biết, chính phủ Nhật Bản đã cung cấp 2.000 chiếc iPhone dành cho các hành khách bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess, nơi có hơn 200 người bị nhiễm virus corona. Được biết, trong những chiếc smartphone này thì đã được cài sẵn một ứng dụng cho phép các hành khách đề nghị nhận thuốc cũng như là đặt lịch hẹn với bác sĩ. Cụ thể, du thuyền này với hơn 3.500 khách hàng và đoàn thủy thủ lẽ ra cập cảng từ hơn 10 ngày qua. Tuy nhiên, sau khi một khách hàng đến từ Hồng Kông được xác định bị nhiễm virus corona, thì du thuyền này đã được cách ly ở cảng thành phố Yokohama. Ít nhất là 218 người trên tàu đã bị xác định nhiễm virus corona. Nhằm giảm thiểu hoang mang lo lắng, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cùng với các nhà mạng đã phát gần 2.000 chiếc iPhone. Đảm bảo mỗi cabin khách hàng và thủy thủ sẽ đều có một chiếc iPhone. Và điểm đặc biệt của những chiếc smartphone này là chúng được cài sẵn ứng dụng của LINE cho phép mọi người yêu cầu điều trị, sắp xếp tư vấn tâm lý và khám bệnh với bác sĩ, nhận thông tin từ nhân viên y tế. Mới đây, VinSmart đã lặng lẽ cho ra mắt thêm một chiếc smartphone mới bên cạnh chiếc Choice 3 có tên là VinSmart 3. Và đây cũng chính là chiếc smartphone thứ 3 trong một loạt các điện thoại thông minh mà Vingroup đã giới thiệu trong năm nay. Điểm nhấn chính của VinSmart 3 tới từ cụm camera. Giống với các mẫu máy giá rẻ khác thì chiếc máy này cũng được trang bị cụm camera kép. Tuy nhiên, khác với các chiếc điện thoại cùng trong phân khúc thì Star 3 lại sở hữu camera góc siêu rộng. Và mặc dù được trang bị camera góc siêu rộng nhưng smartphone này vẫn có được khả năng chụp chân dung xóa phông khá là ấn tượng. Mặc dù được đặt trong phân khúc giá rẻ nhưng VinSmart 3 được trang bị con chip Snapdragon 215, đi kèm với đó là 2GB RAM và 16GB ROM. Viên pin là 3.500 mAh, đem lại sự ổn định và bền bỉ trong các tác phụ cơ bản trong ngày. Về giá bán thì chiếc điện thoại này được Vingroup bán ra với mức giá khá rẻ, chỉ 1,79 triệu đồng. Như trong một bản tin Hay News mà tụi mình đã từng đưa tới cho các bạn trước đây thì giá iPhone xách tay sẽ bị tăng mạnh do nguồn hàng khan hiếm bởi dịch viêm phổi do virus corona. Và mặc dù cho sức mua sau Tết là giảm mạnh, tuy nhiên thì các nguồn hàng tại Việt Nam gần như cạn kiệt. Theo nhiều chủ shop kinh doanh điện thoại xách tay thì giá iPhone trong mùa dịch ghi nhận mức tăng từ 300 đến 1 triệu đồng trên một chiếc tùy loại. Trong đó, iPhone cũ 99% gần như không còn hàng để bán. iPhone 11 bản 64GB xách tay Mỹ mới hiện được bán với giá là 17,3 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với trước đây. Và bên cạnh đó thì giá máy cũ cũng tăng lên mức 15,5 triệu đồng. Phiên bản iPhone 11 Pro Max 64GB thị trường Mỹ đang được bán với giá 26,4 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với giá trước đây. Trong khi đó, vì quá khan hiếm nên iPhone 11 Pro Max máy cũ đã được bán với giá 28,2 triệu đồng. Như vậy, các mẫu máy đã qua sử dụng này chỉ chênh lệch 1,8 triệu đồng so với máy mới mà thôi. Và tới đây thì bản tin Hay News của ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Và dù cho chúng ta có một kỳ nghỉ lễ dài như thế thì cũng hãy nên tự trau dồi kiến thức tại nhà cho mình nhé. Và cũng đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Di Động nữa. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!